Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại tầng 2 của chợ Đồng Xuân. Hôm nay Minh Toàn gửi đến cô chú và anh chị một số cái hình ảnh về chợ Đồng Xuân nhằm giúp cô chú và anh chị hiểu thêm về chợ Đồng Xuân nhé. Bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi một vòng tầng 2. Đây là khu trước mặt chúng ta là khu tầng 1. Khu tầng 1 của chợ Đồng Xuân. Còn tại vị trí mà chúng ta đang đứng ở đây là tầng 2. Đây là chúng ta đi một vòng tầng 2. Tầng 2 rất là nhiều quần áo luôn. Có bán cả vải luôn, vải để về may áo. Hành hương trên bán luôn bán lẻ lụa tơ tằm, đây là lụa tơ tằm cốt tông. Lụa tơ tằm thì ở Hà Đông là nổi tiếng này. Khu này là khu bán lụa, lụa vải nhiều quá ha. Phải lụa. Chỉ đôi cuộn vải khéo thế nhỉ. Đây chúng ta đi đường này. Đây khu dưới này là khu bán các cái đồ vòng tay vòng cổ, mỹ phẩm. Này chúng ta đi tiếp rồi. Gà thơm nhỉ? Không, được sang tên cái phần đất đấy, sổ đỏ. Đậm nhiều thế. Đậm nhiều đất đỏ đâu, làm sao đấy? Nhìn này. Hàng nhăm nhảm luôn. Trên tầng 2 chủ yếu là quần áo, vải, lụa. Đi tìm cái chuyến đi mấy bà nó thực tế là
Wow, quần áo nhiều quá. Bên sau này là cái gì? Nhầm đấy, tôi nhầm đấy, cháu có cuộc không? Không sao, quay đi, quay đi đã. Đấy 85 với 70, đấy 85, đấy ở trong 70. Hàng từ mấy chục đến hơn trăm có. Từ hàng trẻ em cho đến người lớn luôn. Đi nhờ đi. Quần áo giày dép là ở tầng 2 và tầng 1 là quần áo vải lụa là ở tầng 2. Tầng 1 là bán các cái đồ lung tung, hóa mỹ phẩm, giày dép, mũ nón vân vân. Đây là dưới tầng 1. Cũng như mình toàn xuống hỏi cái mũ xem bao nhiêu. Thank you.
Thế là chúng ta đã đi một vòng tầng 2. Tầng 2, tầng 1. Mình toàn có một số cái video về chợ Đồng Xuân. Thì nếu cô chú anh chị quan tâm thì về chợ Đồng Xuân, chúng ta có thể xem thêm các video ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Để là người đầu tiên theo dõi những video mới thú vị, thì rất mong cô chú anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo cũng như là xem những video mới thú vị. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo nhé. Nói, nhắm ra, mày hâm luôn, lấy một cái nón.